nuôi chơi kẹp kìa. Mọi người biết nuôi chơi cái kẹp, nuôi tự chơi này nha. Đó. Thôi nè, nuôi tự chơi nè. Mọi người coi nuôi chơi cái kẹp rất là thông minh luôn nha. Cái tay thì bóp không được, dùng cái răng cắn. Hết rồi. Coi nè. Đó. Kìa chưa. Đâu nuôi nuôi kẹp vô cái tay ra ba coi. Không. Nuôi tự kẹp nè, đó coi kẹp vô cái tay. Qua đây bà kẹp cho. Qua đây kẹp kẹp tóc nha. Cái lưng này đưa cho bà quay lưng lại. Quay quay lưng lại. Kẹp ít cộng thôi. Nuôi gỡ xuống nè. Cái kẹp đó sao không ăn đâu, nhiều lắm mà ăn thế đâu vậy đi lên đây rồi bóp lại. Xuống đây bà gỡ ra cho. Ờ, xuống đây bà gỡ xuống nè. Xuống đây. Rồi. Rồi xuống đây. Được hả? Đi qua đây kẹp. Đi xuống đây bà kẹp. Xuống đây bà kẹp nha. Đây. Đưa cho kẹp tới bà. Quay lưng lại. Quay về sau. Lên chị gỡ. Xuống đây bà kẹp. Cầm qua đây, đưa đây cho bà kẹp cho. Ngồi xuống. Ngồi qua, đưa lên cho bà kẹp. Ôi trời ơi, kẹp tay bà đây. Ôi nó hả ra mà nó kẹp tay bà đấy. Đau chưa? Đau. Để xuống nhà mẹ gỡ đây.